Lợi ích của tỏi và hành về tính năng khắc chế ung thư. Quan niệm dân gian cho rằng tỏi có khả năng trừ tà, nhưng thực tế hành tỏi thậm chí có khả năng siêu nhiên hơn thế, đó là phòng chống ung thư. Loại rau gia vị này góp mặt trong hầu hết các món ngon của thế giới, không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho món ăn mà còn tác động tích cực đến sức khỏe. Từ xa xưa, các cư dân cổ đại đã sử dụng tỏi và các loại rau gia vị họ hành tỏi như là hành tây, baro để trị bệnh và duy trì sức khỏe. Qua lịch sử phát triển của nhân loại, tỏi được xem là thực phẩm có nhiều vị thuốc và dường như không có họ thực vật nào có tính chất đặc biệt như tỏi về mặt ẩm thực và y học. Hành, tỏi được bắt đầu trồng ở Trung Á và Trung Đông cách đây hơn 5.000 năm. Sau đó, chúng được trồng khắp địa Trung Hải, Ai Cập và vùng Viễn Đông. Hành tỏi được sử dụng phổ biến tại Trung Hoa từ hơn 2.000 năm trước Công Nguyên. Đặc biệt, người Hy Lạp rất ưa thích dùng hành tỏi để tăng cường sức khỏe và sự dẻo dai. Việc sử dụng tỏi trong y học cũng trở nên phổ biến ở Ai Cập và các nền văn minh cổ đại. Các nhà khoa học đã tìm hiểu cách sử dụng tỏi để trị bệnh thông qua các bài thuốc của Aristotle, Hippocrates, Aristophanes và nhà tự nhiên học người La Mã Pliny, người đã mô tả trong tác phẩm Natural History của mình hơn 61 phương pháp trị liệu có liên quan đến tỏi. Tỏi có khả năng chống viêm nhiễm, chữa trị các vấn đề liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa và thiếu năng lượng. Được du nhập vào châu Âu bởi người La Mã vào thời kỳ Trung Cổ, tỏi được sử dụng ngày càng nhiều trong việc chống lại bệnh dịch hạch và các bệnh truyền nhiễm. Sau đó, vào thế kỷ 18 và 19, tỏi được dùng để điều trị mụn nhọt và bệnh hen suyễn. Đến năm 1858, Louis Pasteur đã phát hiện tỏi có đặc tính kháng khuẩn mạnh. Hợp chất lưu huỳnh trong hành tỏi. Thật ngạc nhiên khi lần đầu tiên cắn một tép tỏi hay một củ hành. Làm sao mà loài thực vật vốn không mùi này lại có thể phóng thích ra mùi hương đặc trưng đến vậy? Sự thay đổi về mùi hương được giải thích là do sự thay đổi hóa học diễn ra bên trong các tép của các loại rau gia vị thuộc họ hành tỏi khi chúng bị nghiền, tương tự như các loại rau thuộc họ cải khi được nhai. Đặc tính biến hương chuyển vị này phụ thuộc vào hàm lượng hợp chất hóa học tự nhiên chứa lưu huỳnh. Trong tỏi có chứa hợp chất allein. Khi một tép tỏi bị nghiền, thái nhỏ hoặc nhai sống, mắt tế bào của tép tỏi vỡ ra và phóng thích enzyme alleinase. Enzyme này tiếp xúc với allein, nhanh chóng chuyển hóa hợp chất allein thành allicin. Allicin là một hoạt chất có mùi hương nồng được phóng thích khi tép tỏi bị nghiền, là một phân tử hiện diện phong phú trên 5mg trên 1g tỏi nhưng không ổn định. Allicin khi được hình thành ngay lập tức tiếp xúc với không khí để chuyển hóa thành một hợp chất lưu huỳnh phức tạp. Đặc tính chống ung thư của tỏi. Các nghiên cứu về khả năng chống ung thư của các loại cây họ hành tỏi cho thấy loài thực vật này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn ung thư hệ tiêu hóa, nhất là ung thư thực quản, dạ dày và đại tràng. Ăn nhiều và ăn thường xuyên các loại rau gia vị thuộc họ hành tỏi được ghi nhận có khả năng làm giảm tần suất ung thư dạ dày. Trong phòng thí nghiệm, đặc tính chống ung thư của các hợp chất hóa học hiện diện trong tỏi được nghiên cứu trên động vật bị nhiễm các chất gây ung thư. Các hợp chất hóa học tự nhiên có trong hành tỏi có khả năng ngăn chặn sự hình thành và phát triển các loại ung thư, nhất là ung thư dạ dày, ung thư thực quản. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận đối với ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại tràng. Tỏi giúp ngăn chặn ung thư gây ra bởi nitrosamine, một loại hợp chất hóa học có khả năng gây ra ung thư cao. Nitrosamine được hình thành từ các nitrit trong đường ruột. Nitrit thường có trong các chất phụ gia bảo quản thực phẩm, nhất là các thực phẩm ngâm chua và thực phẩm muối như xúc xích, thịt heo muối, thịt xông khói. Bằng cách chống lại sự hình thành nitrosamine, những hợp chất này có khả năng tác động vào ADN. Các hợp chất hóa học tự nhiên có trong tỏi làm giảm nguy cơ gây đột biến ADN và ngăn chặn sự hình thành ung thư. Tính năng bảo vệ này của tỏi là rất mạnh.
Các nhà khoa học nhận thấy hiệu quả bảo vệ của tỏi mạnh hơn cả hành tây, mặc dù hành tây được ghi nhận có khả năng ngăn chặn sự phát triển ung thư dạ dày. Mặt khác, hợp chất trong hành tỏi có thể can thiệp vào sự phát triển ung thư nhờ vào tác động của chúng lên các chất ngoại lai có khả năng gây ung thư. Thật vậy, một số hợp chất ức chế các enzyme kích hoạt các chất sinh ung, đồng thời kích hoạt các chất tiêu diệt chất gây ung thư. Tác động kép này giúp tế bào tránh tiếp xúc các tác nhân gây ung thư và hạn chế gây tổn thương ADN dẫn đến ung thư. Các hợp chất trong tỏi, tương tự như các hợp chất hiện diện trong các loại rau họ bắp cải, được xem là các tác nhân tiên phong trong việc ngăn chặn và tiêu diệt ung thư ngay từ khi chúng mới bắt đầu. Tác động trực tiếp của tỏi lên tế bào ung thư. Bên cạnh khả năng tác động lên các chất gây ung thư, các hợp chất trong tỏi có thể tấn công trực tiếp các tế bào khối u và phá hủy chúng thông qua cơ chế chết theo lập trình. Đặc tính chống ung thư của các loại rau gia vị họ nhà hành tỏi có liên quan đến hàm lượng sunfa có trong hợp chất hóa học. Trong hành tây có sự hiện diện của các phân tử thuộc nhóm polyphenol như là quercetin. Bây giờ, chúng ta cùng điểm danh các thành viên chính trong họ nhà tỏi nhé. Đầu tiên là tỏi, là loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Tỏi là thành phần thiết yếu trong hầu hết các món ăn, từng được dùng để chữa trị vết thương do động vật cắn như là rắn cắn từ thời cổ đại, cho nên tỏi được truyền thuyết hóa như là một thứ bùa chú khắc chế ma cà rồng. Truyền thuyết này trở nên không có cơ sở khi biết rằng đặc tính kháng đông có trong tỏi mới là tác nhân chữa trị vết cắn. Tiếp theo là hành tây. Hành tây hiện diện tự nhiên ở vùng Âu Á và ngày nay được trồng và sử dụng phổ biến trên thế giới như một loại gia vị và rau. Là một thực phẩm thiết yếu của người Ai Cập, được xem là biểu tượng thông thái của người Trung Hoa cổ đại và là loại rau được sử dụng suốt thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu. Hành tây được đặt ở vị trí tôn kính suốt một thời gian dài trong tín ngưỡng và truyền thống ẩm thực của loài người. Hành tây là nguồn dồi dào các hoạt chất nhóm flavonoid, quercetin, hơn 50mg trên 100g hành tây. Các phân tử propionation acoxide được phóng thích khi tế bào hành tây vỡ ra, đó là lý do chúng ta thấy cay mắt khi bóc, sắc, hành. Tuy nhiên, hoạt chất này lại rất dễ hòa tan trong nước. Thành viên tiếp theo trong họ nhà tỏi là baro, hay còn gọi là tỏi tây. Tỏi tây có mùi nhẹ hơn so với các thành viên khác trong họ nhà tỏi, có nguồn gốc từ vùng địa Trung Hải hoặc có thể là Trung Đông. Người ta tin rằng baro có tính năng làm mạnh thanh quản. Aristotle đã thuyết phục mọi người rằng tiếng gáy chó tay của gà gô có liên quan đến chế độ ăn giàu baro của chúng. Nhận định này đã cuốn hút hoàng đế La Mã Nero và ông đã ăn rất nhiều baro nhằm hy vọng có một giọng nói trong trẻo. Vì thế, ông được mệnh danh là hoàng đế baro. Baro còn được xem là biểu tượng của xứ Wales, gắn liền với trận đánh oai hùng của người xứ Wales chống lại bọn ngoại bang Saxon khoảng năm 640 sau Công nguyên. Thánh David đã truyền dạy cho vua xứ Wales đặt baro vào trong mũ đánh trận của ông để tăng thêm sức mạnh. Người xứ Wales đã đánh bại người Saxon và chiến thắng của họ được tổ chức kỷ niệm vào ngày đầu tiên của tháng 3, ngày tưởng niệm Thánh David. Và ngày này, người dân xứ Wales trang trí baro trên đầu và ăn món súp baro truyền thống. Tiếp theo là hành tím. Hành tím có nguồn gốc xuất xứ từ vùng Ascalon, một thị trấn của người Palestine cổ đại bên bờ địa Trung Hải. Vào thế kỷ thứ 12, vua Crusader sau khi tiến hành cuộc thập tự chinh đã trở về từ Holy Land và phổ biến hành tím khắp châu Âu, nhất là tại Pháp. Ngày nay, nước Pháp, đặc biệt là vùng Brittany, hành tím được xem là nguồn xuất khẩu chủ lực của Pháp. Hành tím trông giống tỏi hơn hành tây, có nhiều tép, mỗi tép được bao bọc bởi nhiều lớp mỏng. Và cuối cùng là hẹ. Hẹ có lẽ bắt nguồn từ châu Á và châu Âu. Hẹ được sử dụng ở Trung Hoa ít nhất 2.000 năm trước để tạo hương vị đặc trưng cho nhiều món ăn, cũng như được dùng để cầm máu và giải độc. Đặc biệt, khi từ châu Á quay trở về châu Âu, Marco Polo đã mang theo những kiến thức về đặc tính độc đáo của loại rau này. Tóm lại, tỏi và các thành viên họ nhà hành tỏi giúp làm chậm sự phát triển ung thư bằng tác động kép, ngăn chặn các tổn thương tạo nên bởi các chất sinh ung và ngăn chặn sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Các phân tử mang hoạt tính chống ung thư này được phóng thích khi hành tỏi được nghiền, sắc nhỏ hoặc nhai. Tỏi tươi nghiền là nguồn dồi dào hoạt chất chống ung thư, tốt hơn hẳn các chế phẩm bổ sung.
tỏi và các loại rau gia vị cùng họ xứng đáng được tôn vinh trong cuộc chiến ngăn ngừa ung thư bằng chế độ dinh dưỡng. Chia sẻ này tham khảo từ sách Food to Fight Cancer, thực phẩm ngừa ung thư của hai tiến sĩ Richard Pellivo và Dennis Greengrass. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hay hãy nhấn like và đừng quên đăng ký kênh để nhận được video mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.